Rồi, chào anh em, chào bác nha. Hôm nay em về được có hai sản phẩm thôi. Và một cái sản phẩm trước mặt anh em đây là một cái cặp loa đến từ Pháp anh em nha. Dòng loa cực kỳ nổi tiếng ha. Đó, và cái thằng này em sẽ đi sâu ha. Và hôm nay về cho anh em tiếp tục là sản phẩm là một cái con bao của Luxman. Con này là 68 ha. 68 custom ha. Con này có công suất là 30W một kênh 80 ohm công suất thực anh em nha. Đó, con bao không à. Rất là nhẹ nhàng cho anh em chơi nha. Đó. À, mỗi bên có hai bóng công suất ha, 50C A10 đó, hai tăng phô xuất âm, tăng phô nguồn, tụ lọc nguồn ha. Đấy, bao này thì giá nó mềm anh em nhé, giá nó mềm, nó có 20 triệu anh em nha. Con bao không có 20 triệu, 30 quán ok là ngon lành rồi. Anh em chơi những cái cặp loa rất là ok rồi ha. Để cái lồng của nó đây, tháo nó quay cho anh em ha. À, máy còn nói chung là khá là đẹp, chỉnh chu nha. Đó, chỉ có 20 triệu thôi anh em nha. À, Luxman 68 custom nha. Rất đẹp. Đây. Đó, anh em kết hợp chơi tay noi tầm vừa vừa rất là hay này, kiếm một con rề vừa thôi, không cần quá cao cấp. Ha, à, rất là ok luôn. À, đây là sản phẩm thứ nhất là anh em. Rồi, sản phẩm thứ hai hôm nay đáng nói ở đây. À, đây là cái cặp loa focal của Pháp anh em nha. À, thấy logo là anh em hiểu rồi. Căn lưới thì em mang bỏ bên đây. À, tình trạng loa zin, máy này là phải zin đời mới bây giờ anh em. Cái giá chính thức của hãng đưa ra là 112 triệu do Hoàng Hải, hàng Hoàng Hải phân phối chính thức độc quyền. À, và cái giá khi mà chúng ta đã được trừ chiết khấu rồi thì nó rơi đâu vào đó khoảng 76 triệu anh em nha. 76 triệu. Con này chiết khấu khá là tốt ha. Nhưng hôm nay anh em được sử dụng một cái cặp loa tạm gọi là loa lướt, tại vì hàng mới nó vẫn còn thì mình còn gọi là hàng lướt được ha. À, không có thùng xốp thôi, thì khách ở chung cư cho nên khách cũng dục cái thùng đi mất tiêu rồi, rất là uổng ha. Đó, à, nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ được cái giá tốt hơn chút xíu, nếu có thùng là nó mắc hơn vài triệu là bình thường. À, anh em thấy là rất đẹp nha, focal ha. Con này có mã là Aria 936 anh em nha. Aria 936 sở hữu 3 bass, 1 mic và 1 trep. À, dòng trep rất là đẹp, màn loa đặc biệt của focal. Con này thì anh em chơi nhạc acoustic này. Nhạc ra, nhạc country, nhạc mới bây giờ nó rất là hay. Đặc biệt nếu anh em nhạc nghe nhạc tướng vũ cực kỳ phê luôn. Tối hôm nay thì em lại bận đi ráp đồ ở cũng xa rồi, cho nên ngày mai có nghe mốt ha, mốt em sẽ test cho anh em, còn anh em nào chốt trước thì em cũng phải test cho anh em nghe một lần ha. Đó, focal made in France anh em nha. Đó, màn loa cực đẹp, đây là mid bass này, mid bass luôn. À, trep 3 con bát, 2 lỗ hơi. À, cậu loa phía sau. Đây focal này. Thì con này có chiều cao từ dưới chân lên trên tới đây là 117 ha, à, khá là cao anh em nha. Một cặp loa chân dài, đúng nghĩa chân dài luôn anh em nha. Đó. Đứng xa ra nó mới quay được hết cái khung loa. Rất là đẹp luôn nha. Và nó có một cái độ nghiêng. Độ nghiêng nếu mà tính từ đáy qua thì anh em thấy là nó tùy theo chúng ta tùy chỉnh dưới cái chân thôi ha. Đó. Đấy, nó làm cho chúng ta hướng âm lên người ngồi nghe rất là phê. Đấy. Đó, cặp này thì nói chung là anh em nào đang có một cái nhà mới ha, xây về là để vừa nó đẹp khủng khiếp anh em. Kết hợp này anh em có thể kết hợp Luxman nha, này Acufay này anh em nhé, 360 370 em có đủ này, chơi với em này là tuyệt vời rồi. Maxitox mà A5200 cũng được này. Con này thì nó không chỉnh bass trap nhưng mà tiếng nó rất là hay nha, có DAC đó. Đấy, con này thì về tổng thể loa rất là đẹp ha, à, rất là đẹp. Cái mặt trước là da anh em nhé, da. Còn những cái dấu này là dấu của e căng, khi chúng ta nói e căng hít anh em, e căng hít ha, chúng ta để vào là tự nó hít nha, chứ không phải là gài. Cái đó là những dấu hít, nó hít vào có lực đó. Đó, bình thường thôi, con nào cũng vậy hết nha. Đó, đấy rồi. À, ngoài thùng phách thì con này thì không có gì, rất là đẹp rồi, thùng quách không có mớp anh em nha. Đó, nhưng con này thì bên đây nó có xích miếng da chút xíu này, nó còn này không có làm nha, để nguyên chỉ anh em nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai này, ở đây nó bị do bị chắc dập cái căng gì quá, khi nó cắn hay sao đấy. À, nhìn thôi, không có ảnh hưởng anh em nha. Mình nhìn tại mình kỹ, em kỹ quá chứ cái này bình thường ha, này làm được anh em, mấy cái này làm được hết nha, mình không làm, để nguyên bản từ nhà khách về tới nhà mình nó như thế nào thì mình lại như thế đấy. Rồi, và với một cái mức giá cho cặp loa focal, à, để anh em chơi test cực kỳ lỗ quái cho anh em chơi. Cặp này hiện tại em đang bán cho anh em với mức giá ha. À,
Giá này là giá ưu đãi nha. Đúng con này em phải bán cho anh em là 53 triệu nha. 53 triệu rồi về cặp này. Đó. Hôm nay gần Tết rồi, còn có khoảng chục ngày nữa thôi anh em. Chục ngày nữa là hết việc muốn hết làm được rồi. Đó, cho nên cặp này em phải bán cho anh em với mức giá chỉ 50 triệu thôi anh em, 50 triệu ha. Một mức giá rất là ok. À, nếu mà kiểu như mấy ông hay nói là có chưa được nửa tiền giá mới, tại giá mới chính thức nó 112 triệu mà trừ chiết khấu nó còn gần 80 triệu thì bây giờ em bán nó 50 triệu à. Đó, rất là hợp lý đi cho anh em chơi một cặp loa nghe nhạc cao cấp high-end tuyệt vời. À, anh em hỏi em ly ghép âm ly gì thì đấy, 370 360 ghép em này là quá tuyệt vời luôn nè. Đó ha. Rồi anh em nào yêu thì có alo cho em, giá bên em luôn luôn là bao ship đấy, chứ khoảng đủ nè, ship cọ em cọc với 20% giá trị sản phẩm ha, em không bao ship cho ship cọ ha. Rồi chào anh em, chào các bác nha.